chấp nhận xa gia đình, người thân. Đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, đội ngũ bác sĩ thuộc đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Giấy đã xung phong tiến thẳng vào đầu tuyến điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam. Để có tinh thần chiến đấu, ngày ngày các bác sĩ luôn động viên nhau cố gắng hết mình, quyết tâm đồng sức, đồng lòng để vượt qua đại dịch. Đến ngày 10 tháng 8, Bệnh viện Chợ Giấy đã cử 6 tổ phản ứng nhanh đến điểm nóng ở Đà Nẵng, Quảng Nam để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Tổng cộng có 16 nhân viên y tế, gồm 8 bác sĩ, 5 điều dưỡng, 3 kỹ thuật viên. Bệnh viện Chợ Giấy đi vào tâm dịch. Họ chỉ được về khi có sự đồng ý của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 hoặc khi hết dịch. Đây là nhiệm vụ mà vừa đi hỗ trợ về tỉnh bạn về chuyên môn, vừa là trong cái tâm thế là chống dịch, thì mình kiểm soát được dịch của Đà Nẵng thì mình ở những cái địa phương như là thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung mới có thể kiểm soát được. Trong số những bệnh nhân mắc COVID-19, nhiều người phải chạy thận nhân tạo. Những người này thường có sức đề kháng yếu, kết hợp nhiễm COVID-19 nên không ít bệnh nhân ở tình trạng nặng. Tuy nhiên, các bác sĩ đều đang nỗ lực hết sức để có thể cải thiện được tình trạng sức khỏe cho các bệnh nhân.